Dạ thưa ông, là ngày hôm qua thì đoàn Việt Nam đã có tiếp xúc với cả đoàn Trung Quốc và được biết rằng là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng đã đề cập tới những cái sự kiện vừa rồi tại Biển Đông với đoàn Trung Quốc ạ. Thì không hiểu ông có thể cho biết thêm một số chi tiết là cái thái độ của hai bên đối với vấn đề này như thế nào ạ? Cuộc gặp hôm qua của hai bộ trưởng Việt Nam và Trung Quốc rất nặng. Trong cuộc gặp ấy, trước hết là ông và đồng chí Bộ trưởng Lưu Quang Liệt cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vì cái sự đón tiếp và cái tổ chức rất tốt của hội nghị ADMM cộng tại Hà Nội năm ngoái. Cái thứ hai là hai bộ trưởng bàn với nhau là thúc đẩy cái hợp tác quốc phòng, mà đặc biệt là thúc đẩy hợp tác hải quân. Ví dụ như là tuần tra chung, ví dụ như là diễn tập tìm kiếm cứu nạn, ví dụ như là thiết lập đường dây nóng, ví dụ như là giao lưu các cái tàu giám nhau, mà mục đích là tạo cái sự hiểu biết, tạo cái sự thông cảm, tăng cường cái đoàn kết tin cậy để mà giảm thiểu những cái vấn đề ở trên Biển Đông. Có nêu vấn đề sự kiện tàu Bình Minh 2, cũng mong muốn là quốc phòng tăng cường hợp tác để góp phần không để những sự việc như vậy tái diễn. Dạ, thưa, và cũng là lần đầu tiên thì là ông sẽ chủ trì một cuộc họp báo quốc tế ngày mai trong cái khuôn khổ đối thoại Shangri-La này ạ. Thì nội dung cuộc họp báo đó ông có thể cho biết là ông sẽ nói về những vấn đề gì ạ? Cái này có lẽ là các tổ chức là thông báo không chính xác. Tức là vừa rồi thì có rất nhiều nhà báo quốc tế và Việt Nam đề nghị được phỏng vấn, nhưng mà tôi không có thời gian. Tôi thu xếp, tức là cái buổi đấy gặp gỡ báo chí và những ai muốn hỏi cái gì thì tôi sẽ trả lời. À, chứ không phải là để nói về... Không phải. Và lúc ấy thì Bộ trưởng cũng Phùng Quang Thanh đã phát biểu xong cái bài phát biểu quan trọng của ông rồi. Cho nên là tôi có thể, lúc ấy thì tôi có thể có đầy đủ thông tin hơn để trao đổi báo chí. Dạ thưa ông, là hôm nay thì trong bài phát biểu của ông Gates thì ông cũng thừa nhận là cái tiến trình để tiến tới một cái sự thực hiện công ước quốc tế về luật biển rất là chậm chạp. Thì Việt Nam năm ngoái với tư cách là chủ tịch ASEAN thì đã có những cái hành động rất là tốt và rất là thiết thực trong cái việc thúc đẩy cái việc thực hiện đó. Thì năm nay không phải là chủ tịch nữa, thì Việt Nam sẽ làm những cái gì để tiếp tục cái tiến trình này? Dù chủ tịch hay không thì Việt Nam vẫn phải tích cực tham gia, tích cực thúc đẩy, tích cực. Mà trước hết là Việt Nam phải thực hiện nghiêm luật biển. Đồng thời Việt Nam yêu cầu các nước khác cũng phải thực hiện nghiêm luật biển, trước hết là đối với những cái vùng biển quốc tế. Việt Nam rất tích cực tham gia các diễn đàn như là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dự Shangri-La này, và cũng sẽ nói về an ninh biển. Thì đó là những cái đóng góp của Việt Nam về cái thực hiện cho nó tốt luật biển. Tất nhiên là cái việc thực hiện luật biển không phải là dễ dàng, đặc biệt là nếu những cái nước mà không coi trọng luật pháp thì rất là khó khăn. Thì chúng tôi mong muốn rằng những cái diễn đàn quốc tế ví dụ như là Shangri-La thế này sẽ làm cho các nước nhận thức được cái lợi ích của mình khi mà thực hiện công ước pháp, cái lợi ích của mình khi mà được cộng đồng quốc tế nhìn nhận với một cái khuôn mặt thật là rất là tốt đẹp. Thì đấy chính là động lực phát triển của những cái quốc gia trong thế giới hiện đại, chứ không phải là bây giờ cứ mạnh là phát triển, mà cái chính là phải tạo ra một hình ảnh tốt đẹp đất nước. Thì tôi nghĩ là những cái diễn đàn như thế này sẽ tạo điều kiện cho những cái tất cả các quốc gia nhìn nhận vấn đề. Dạ thưa ông, là vừa rồi thì trên những cái diễn đàn của người Việt ở nhất là hải ngoại thì có nói rằng là Việt Nam mình chưa có cái phản ứng mạnh mẽ tương thích đối với những cái hành động mà gây hấn đối với cả tàu bè, thuyền chài rồi dầu khí của Việt Nam. Thì không hiểu ông có đồng ý với cái nhận định chỉ trích đó không ạ? Tôi cho là những chỉ trích ấy là xuất phát từ tấm lòng của đất nước, nhưng mà cũng là do thiếu thông tin. Vấn đề là mục đích có đạt được hay không, chứ không phải là làm gây hấn để làm gì. Mà mục đích lớn nhất của chúng ta là hòa bình, là ổn định, và bên cạnh đó là giữ chủ quyền lãnh thổ. Nếu mà chúng ta đạt được cái đó thì mình làm vừa đủ thôi. Ví dụ tàu Bình Minh 2, sự việc rất là nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta xử lý rất là ôn hòa, rất là bình tĩnh. Trung Quốc sử dụng bạo lực đối với tàu của chúng ta, chúng ta không có sử dụng bạo lực để trả. Nhưng nếu bây giờ nhìn lại kết quả thì sao? Trước hết là tàu Bình Minh 2 vẫn tiếp tục khai thác thăm dò ở cái khu vực của chúng ta. Thế đấy là kết quả thứ nhất. Cái thứ hai là chứng minh với cộng đồng quốc tế, với thế giới là có những cái sự việc như vậy, và để cho thế giới nhìn xem là ai đúng ai sai.
Cái thứ ba là với Trung Quốc chứng minh là chúng ta giữ nguyên, thực hiện nghiêm cái nhận thức chung của lãnh đạo hai nước là giải quyết song phương với nhau nhưng mà công khai minh bạch bằng biện pháp hòa bình, và bày tỏ với Trung Quốc cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng cái kết quả chúng ta đạt được là tốt chứ sao. Thì tôi nghĩ rằng cái chủ trương của Đảng và Nhà nước bên để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì cái quan trọng nhất là xây dựng cái mối quan hệ đoàn kết với những cái nước có tranh chấp, nhưng mà đoàn kết phải tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, và các mối quan hệ ấy phải công khai minh bạch. Thì tôi cho đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, lâu dài, và nó sẽ đem lại hòa bình, ổn định cho đất nước. Liệu chúng ta có cái quan ngại rằng là cái xung đột này nó sẽ leo thang để trở thành cái xung đột vũ trang không? Cố gắng hết sức để mà không leo thang. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà những sự việc như thế này nó không tái diễn, và chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức để mà những sự việc không có những sự việc nó nghiêm trọng hơn xảy ra. Tôi tin là chúng ta đạt được điều này. Tuy nhiên là nếu mà một cái bên nào đấy mà cứ muốn leo thang thì chúng ta cũng phải có những hành động để bảo vệ chủ quyền của mình, không thể nào mà mình ngồi im được. Thế còn nó như thế nào thì mình không đoán trước được tương lai. Nhưng mà tôi nói lại là tôi tin là với một thế giới hiện đại hiện nay chúng ta sẽ dần dần giảm bớt. Tuy nhiên đây là quá trình rất khó khăn và lâu dài, cần phải kiên trì.